chốn đi à, tối mê cầu được tri an toàn. Nam mô Bích Tha. Dạ, con xin được đọc chánh kinh, sau đó con cũng thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha. Số 8 La Mã mê loạn. Một bên những ai đối các pháp quá đắm say mê loạn bị hướng dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ mê ngủ triền miên, họ không có tỉnh giác. Nay thật đã đến thời họ cần phải thức tỉnh. Thế Tôn, những ai đối các pháp không đắm say mê loạn, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các dị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu viên mãn trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Nam mô Bích Tha. Dạ, chánh kinh đã đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sa thú lành thai nhật bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân đến sư ạ. Nam mô giá, Nam mô tham ma giá, Nam mô sang gia giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, và kính chào quý tôn nữ và tất cả quý phật tử. Trước khi vào buổi chia sẻ kính cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý tôn nữ và phật tử lắng tâm thanh tịnh, lễ bái tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangha. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo có lớn vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng, các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng pháp thể ngang ngang, kính chúc quý tôn nữ và quý phật tử luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tinh tấn tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Thì cái phần thứ 8 này là nói về cái mê loạn. Thì quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật nói là nó sa vào cái lưới của đắm say trong những cái mồi nhử của người thợ săn, nhưng mà khi mà biết rồi đó thì nó thoát, nhưng mà rất ít những cái con chim mà nó thoát khỏi lưới, hay là những cái con cá mà nó đã bị bao dây ở trong cái lưới của cái những cái người mà ngư phủ thì khó mà thoát ra, hay là hoặc là Đức Phật dí
chúng sanh phàm phu đa phần là xuôi ngược bờ bên này, rất ít người đạt đến bờ bên kia. Thì thường thường là chúng sanh ở trong thế gian mê loạn bởi cái gì? Bởi đắm nhiễm vào những cái sắc thinh vị xúc của thế gian, vì mê lầm chấp vào những cái không đáng, không đáng dính mắc, không đáng chấp, để cho chạy theo trần cảnh bên ngoài. Cho nên là năm cái dục nó trưởng dưỡng, tức là khi mà những cái người chúng sanh phàm phu là vì họ không có cái sự tu tập, không có sự thu thúc để cho cái tâm của mình nó chạy theo trần cảnh bên ngoài, khi mà gặp những cái cảnh thích ý, hài lòng, khả hỷ khả lạc, qua những cái sắc thinh vị xúc pháp của thế gian. Cho nên là những cái tham muốn, những cái tham muốn trong nhục dục, những cái tham muốn thụ hưởng ngũ trần, đắm nhiễm vào trong đó, rồi bám níu dính mắc vào những cái đó mà trôi lăn trong cái sanh tử luân hồi. Thì khi mà có sự tu tập, nếu cái người phàm nhân nếu mà có sự tu tập để được không để cho các cái dục nó dẫn dắt sai đắm mà mê loạn lầm lạc, thì cái người này là phải tu tập, tu tập những cái pháp. Thì ở đây Đức Phật dạy có những cái pháp mà chúng sanh phải thực hành để đem đến cái lợi ích, mới có được cái sự hiểu biết. Thì trong kinh thì quý vị thấy rằng là thường thường khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật hay nhắc là phải có này chư tỳ kheo, phải có cái sự tác ý chân chánh. Thì tác ý chân chánh tức là có cái sự chú tâm ghi nhận rõ ràng, đúng đắn trên cái đối tượng. Thì chú tâm đúng đắn như thế nào? Thì khi mà người mà mình có cái sự hay biết, hiểu biết rõ ràng, tức là chánh niệm tỉnh giác, thì khi mà chúng ta trong đời sống đó, chúng ta có những cái đối tượng nó xuất hiện qua các căn, chúng ta ghi nhận hiểu biết rõ ràng và hiểu biết về cái nhân quả của các cái đối tượng. Ví dụ như bây giờ khi một đối tượng xuất hiện qua nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thân căn, hay là trong ý căn, thì cái người này đó phải có sự như lý tác ý. Nghĩa là khi mà gặp một cái đối tượng mà hài lòng, thích ý, tốt đẹp đó, thì phải biết rằng đó, là những cái đối tượng hài lòng này đó, là do cái nhân từ quá khứ mình đã tạo trữ những cái công đức phước thiện. Cho nên những cái nhân từ quá khứ, bây giờ cái quả nó đem đến là những cái gặp được những cái cảnh tốt đẹp. Rồi khi những cái đối tượng mà không thích ý, không vừa lòng, nó đưa đến những cái cảm giác khó chịu, thì
Khi mà chúng ta có cái như lý tác ý hay là chú ý chân chánh á, là tác ý chân chánh rõ ràng, thì chúng ta sẽ suy xét về cái nhân quả rằng đó là những cái bất thiện pháp, những cái nhân này chúng ta đã tạo tự từ trong quá khứ, do đó bây giờ nó đưa đến những cái đối tượng là chúng ta phải gặp những cái đối tượng không thích ý, không vừa lòng, hay là những cái trạng thái khổ đau trên thân và trên tâm. Thì khi mà chúng ta có cái tác ý chân chánh, hay là khéo tác ý, thì chúng ta giữ cái tâm của mình chánh niệm hành xả, tức là giữ cái nội tâm quân bình trước những cái đối tượng thích ý vừa lòng, thì mình cũng không có chạy theo bám níu dính mắc. Còn gặp những cái đối tượng mà không thích ý, không tội nguyện, thì chúng ta cũng không có sân hận, bực bội, khó chịu, giận dữ. Thì đó chúng ta gọi là khéo tác ý hay là tác ý chân chánh. Cho nên là trong đời sống chúng ta phải phải tu tập, phải thực hành cái vấn đề mà gìn giữ cái nội tâm của mình, phải có luôn luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác, ghi nhận tất cả những đối tượng để mà chúng ta thấy được với trí tuệ không có đối tượng nào là tốt đẹp, mà cũng không có đối tượng nào là xấu xa, không đối tượng nào mà mình bám chấp dính mắc, cũng không có đối tượng nào xấu xa xua đuổi hay là rực rãi hủy diệt đối tượng, để giữ cái tâm của cái tâm của chúng ta một cái trạng thái quân bình. Rồi thứ hai là có được cái sự hỗ trợ về trong vấn đề chúng ta gìn giữ ngũ giới. Chúng ta muốn có được cái hỗ trợ về gìn giữ ngũ giới thì chúng ta phải gần gũi thân cận với những người có một cái đời sống có giới hạnh tốt đẹp. Khi mà chúng ta gìn giữ một cái giới nào đó là tạo trữ một cái phước báo. Quý vị gìn giữ một cái học giới như là không sát sanh thì quý vị sẽ thoát khỏi được những cái quan trái, những cái nghiệp xấu về làm khổ đau, đoạt mạng sống, gây chết chóc hay là gây khổ đau cho chúng sanh khác. Nhờ có cái sự giữ giới đó, thì nó tạo được cái nền tảng mà chúng ta muốn có được cái sự giữ giới tốt đẹp đó. Ngay chính bản thân mình phải có cái sự tự nguyện tự nguyện gìn giữ các cái giới luật mà Đức Phật đã dạy, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì khi mà chúng ta nỗ lực gìn giữ một cái giới nào đó thì chúng ta được cái phước báo của cái giới đó và chúng ta thoát khỏi những cái tội lỗi. Cho nên là mỗi khi mà chúng ta gìn giữ cái giới thì chúng ta được một cái phước báo. Chúng ta gìn giữ tròn đủ năm giới thì chúng ta được có năm cái phước báo hỗ trợ trong đời sống của mình. Từ ngay trong đời sống hiện đến những cái đời sống tương lai. Rồi chúng ta muốn gìn giữ cái giới được tốt đẹp đó thì chúng ta phải có cái thân cận với những người cùng chí hướng, cùng một cái hoài bão, một cái sự thực hành với mình. Mình muốn giữ giới tốt đẹp mà mình gần những cái người mà họ không giữ giới, họ làm những nghề sát sanh, rồi những cái nghề mà trộm cắp rồi chẳng hạn,
thì làm sao mà mình gìn giữ tốt đẹp cái giới của mình được. À, tại vì khi mà mình thân cận thì luôn luôn là nó đâu có để cho mình gìn giữ cái giới mình tốt đẹp, nó xúi dục, à, nó xúi dục, nó lôi kéo, à, để mình cũng cùng phạm giới với nó. Cho nên á, là chúng ta phải gần gũi, phải tương nương tựa, à, với, à, những người, à, có giới hạnh được tốt đẹp. À, nếu mà trong gia đình mình, à, là những người cha mẹ mà có cái hiểu biết, à, đã có cái truyền thống gìn giữ giới luật tốt đẹp thì như vậy là rất là quý. À, hoặc là trong thân bằng quyến thuộc có những người hiểu biết về Phật pháp, à, thì chúng ta phải nương tựa vào những cái, à, thân bằng quyến thuộc và có giới hạnh tốt đẹp. Rồi khi mà chúng ta muốn tìm hiểu, à, về giáo pháp thì chúng ta cũng tìm hiểu những cái vị, à, có cái đạo đức giới hạnh tốt đẹp, à, chúng ta gần gũi thân cận, à, để mà chúng ta học hỏi, à, về các cái, à, thập thiện pháp như là bố thí, gìn giữ giới luật, thực tập và tu tập, à, thiền định, thiền tuệ, à, thực hành các cái công hạnh như là cung kính, phục vụ, rồi thính pháp, nhà nhân dân, để làm cái nền tảng. Khi mà chúng ta có được thân cận được những cái người, à, bạn lành, à, thì, à, ta nói nhau, à, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. À, bạn ở đây không phải là chỉ là những cái người bạn đạo của mình không, mà là những cái người thân bằng quyến thuộc của mình nè, rồi thầy tổ nè, rồi bạn bè nè, rồi là những cái người mà có đồng cái chí hướng, à, đi trên cái con đường thiện pháp như mình. Đó là chúng ta nên, à, gần gũi thân cận những cái người đó. Đó thì nhờ vậy đó, à, chúng ta nương vào nhau để mà cùng nhau tiến bộ. À, thì như vậy khi mà cái, à, giới hạnh đạo đức nó được tốt đẹp, nó sẽ, à, nâng đỡ cái đời sống, à, tinh thần, cái sự tu tập của mình sau này. À, thì sau khi mà cái người mà có được cái đời sống, cái giới hạnh được tốt đẹp rồi đó, thì sao? À, chúng ta sẽ thực hành thiền định hay thiền tuệ. À, mà muốn học, muốn thực hành, à, về cái, à, thiền định thiền tuệ thì, à, phải lấy cái giới luật nó làm cái nền tảng. À, rồi khi mà, à, phát triển cái thiền định hay thiền tuệ đó, à, nếu mà chúng ta mà không có cái giới luật nó trong sạch thì cái định tâm nó không có tập trung được. Tại vì sao? Tại vì những cái trạo hối, rồi, à, những cái, à, bất thiện pháp mà chúng ta lỡ phạm, à, khi mà cái tâm của chúng ta nó an tịnh thì bắt đầu những cái bất thiện pháp này nó nổi lên để nó gây cản trở, à, chúng ta ăn năn hối hận về những cái bất thiện lỡ làm, à, rồi chúng ta hối tiếc về những cái thiện pháp mà mình đã bỏ qua, mình không làm. Cho nên á, cái tâm nó bị luôn luôn bị chao động. Mà khi cái tâm nó bị chao động, phóng dật, loạn động như vậy đó, thì không bao giờ cái định nó phát triển được. Cho nên khi mà, à, một cái vị hành giả đi vào, à, thực hành thiền định, thiền tuệ rồi đó, thì chúng ta mới thấy được cái lời Đức Phật dạy là, à, cái giới luật nó là một cái nền tảng. À, quý vị thấy rằng nữa, à, trong Pháp Cú Kinh có trường hợp một vị, à, nhờ suốt trong cái quá trình mà xuất gia, vị này gìn giữ cái, à, giới luật hết sức là trong sạch. À, cho nên trước những cái cảm thọ khổ đau của thân á, à, vị này, à, tự phản tỉnh xem xét từ lúc mà mình đã
thọ cụ túc giới. Cho đến cái thời điểm hiện tại, cái giới hạnh của vị này rất là trong sạch tốt đẹp. Thì nhờ cái hỷ lạc, cái tâm quan hỷ trước cái gìn giữ cái giới lực tốt đẹp như vậy, vị này phát triển định tâm. Và nhờ cái tâm định đó mà vị này đạt được cái tuệ quán và đạt đến đạo quả A-la-hán để đạt đến giải thoát. Cho nên là các pháp nó phải có cái sự nương tựa lẫn nhau. Những cái pháp nó là nhân, là để tạo nền tảng, hay là nó là những cái tiền sanh duyên để nâng đỡ, hỗ trợ cho cái các cái pháp sau nó phát sanh. Cái trước nó là cái duyên, và cái sau tạo cái duyên để cái sau nó sanh khởi. Cho nên là cái giới luật nó là cái những cái nhân tố trước để cho cái định tâm nó sanh khởi. Rồi khi mà cái định tâm mà nó sanh khởi thì sao nó đưa đến những cái chứng đắc được. Nếu cái vị hành giả tu tập về thiền định thì chứng đắc được các cái tầng thiền. Những vị hành giả tu tập thiền quán thì chứng đắc được các cái kinh nghiệm đưa đến những cái tuệ quán từ thấp đến cao. Nếu mà tạo trữ công đức phước báo đã đầy đủ thì có thể chứng đạt các thánh quả sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo để đạt đến cái con đường giải thoát. Rồi cái thứ ba là chúng ta phải nghe những cái pháp cao thượng. Pháp cao thượng đây không phải là những cái cáo pháp gì. Pháp cao thượng ở đây là những cái pháp nào mà hồi đó giờ mình chưa được nghe, mình phải cố gắng học hỏi, tìm hiểu, lắng nghe và ghi nhớ. Ví dụ như lúc đầu mình chưa biết về cái lợi ích của sự bố thí, thì mình nghe giải thích rõ ràng về cái nhân, những cái điều kiện, lợi ích trong cái thiện hạnh về sự bố thí. Ví dụ như bây giờ mình phải tìm hiểu rõ ràng như là bố thí thì nó phải cái vật thí nó là phải cái vật mà phát sanh lên một cách trong sạch tốt đẹp. Rồi chúng ta phải có là đầy đủ ba thời, trước khi bố thí, đang khi bố thí và sau khi bố thí. Chúng ta phải có cái tâm hoan hỷ trong cái thiện sự này đầy đủ như vậy. Thì như vậy cái bố thí, mặc dù là những cái vật thí không phải là cao quý, nhưng mà bố thí hợp thời, bố thí đúng với các cái đối tượng, đúng lúc đúng thời, rồi đầy đủ với tam tư, thì cái sự bố thí nó sẽ đem đến những cái sự lợi ích tốt đẹp. Thành ra đó, nghe pháp cao thượng đây là để chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng, chân chánh về cái pháp đó đem đến lợi ích cao tột nhất. Rồi khi mà tu tập thiền định thì để đạt đến những cái tâm định trong các cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là chúng ta nỗ lực tu tập để chứng đắc các cái tuệ giác. Thành ra đó, cái pháp cao thượng đây là những cái pháp nhằm để hỗ trợ trong các cái thiện sự và để thực hành về những cái thiện pháp để đem đến diệt trừ tất cả những cái phiền não, và làm giảm thiểu suy yếu tham sân si.
Thì khi mà mình thực hành cái pháp bố thí là để đối trị, để diệt trừ với sự bám níu tham chấp, ly dục, ly các ác bất thiện pháp. Rồi nếu mà chúng ta thành thiền định, thì khi mà chúng ta an trú trong các chi thiền, thì trong các chi thiền nó có cái sự đối trị tạm thời, lắng dịu tất cả những cái phiền não. Hoặc là khi mà chúng ta phát triển thiền thiền tuệ, thì tùy theo mức độ chứng đạt các cái tuệ giác, các cái phiền não được diệt trừ từng bậc theo cái sự chứng đạt các cái tuệ của mình. Cho nên nghe pháp cao thượng đầy để là có sự hiểu biết để áp dụng vào trong đời sống và để thực hành cái giáo pháp. Rồi chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập trong con đường giới định tuệ. Nếu mà khi mà một cái vị hành giả gìn giữ những cái chi thiền của mình đã chứng đắc, ví dụ vị hành giả chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vô sắc, mà vị này nỗ lực tu tập gìn giữ các cái chi thiền của mình không có bị tiêu hoại, thì sau khi mà chấm dứt tuổi thọ thì vị này sẽ tái sanh về những cái cảnh giới chư thiên, phạm thiên, tương ứng với các cái tầng thiền của mình đã chứng đạt. Hoặc là cái vị mà thu tập thiền tuệ khi mà chứng đạt những cái tuệ giác thì mặc dù chưa đạt đến những cái thánh đạo, nhưng mà ít ra vị này cũng đi đến những cái cảnh giới an vui, và nhờ đó những cái này nó tạo những cái duyên để trong đời sống mà tương lai tiếp tục mà tu tập. Rồi điều thứ tư là có những cái trú xứ thích hợp, hay là ở trong 38 điều hạnh phúc là ở chỗ nên ở. Thì trú xứ thích hợp ở đây đó là không phải là ở đây để mà có được điều kiện nhiều tiền bạc và thuận lợi thế này thế khác trong các cái đời sống vật chất thế gian, mà cái trú xứ thích hợp ở đây đó là cái nơi mà mình có thể phát triển được cái thiền pháp. Mình ở cái nơi đó, dù cái vật chất nó có hơi thiếu thốn, nhưng chúng ta có điều kiện tu tập, có điều kiện phát triển để không cho các ác bất thiện pháp nó sanh khởi trong nội tâm. Thì là cái chỗ ở thích hợp. Thí dụ như ở trong một cái nơi trú xứ có những cái điều kiện tốt như là khí hậu hiền hòa, rồi có được những cái tài sản thích hợp. Điều quan trọng là chúng ta thực hành được các cái thiện sự để tu tập. Thí dụ như một cái nơi trú xứ an tịnh để mình hàng ngày mình có thể là lễ bái tam bảo, rồi có thể chỗ để mình an tịnh để mình có thể mình tu tập thiền định, thiền tuệ, hay là hoặc là có điều kiện để chúng ta tìm hiểu về giới, rồi về các cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, mà cái chỗ này là nó an ổn, thì như vậy đó là cái chỗ cái trú xứ thích hợp. Dù ở đó mặc dù cái đời sống nó, vật chất nó có hơi thiếu thốn, nhưng mà nhờ có cái trú xứ thích hợp đó thì các cái thiện pháp nó phát triển. Rồi thứ năm
là có cái sự thực hành đặc biệt là gì? À, chúng ta phải có cái sự nỗ lực, nỗ lực ngay trong hiện tại, để tạo trữ những cái công đức phước báo trở thành những cái pháp độ, các pháp ba la mật. Đó là cái sự thực hành đặc biệt. Thí dụ như chúng ta giữ giới một cách miên mật tốt đẹp, hay là hoặc là bố thí với cái sự hiểu biết để đạt đến cái bờ bờ bên bờ trên, chứ còn cái bờ cao thượng thì chắc mình không có thể làm nổi, nhưng mà ít ra đó cũng đạt đến được cái bờ bên hay bờ trên. Chính cái sự thực hành đặc biệt, sự cố gắng này đó, nó đem đến những cái phước báo, nhờ dung bồi những cái pháp độ, những cái pháp ba la mật để tạo những cái nhân tố để chúng ta hướng đến những cái thánh đạo thánh quả. Chính nhờ những cái thực sự thực hành đặc biệt này đó, nó tạo cái nền tảng để chúng ta mới phát triển được. Thì quý vị thấy rằng chính ngài Bồ Tát cũng vậy, ngài cũng phải thực hành các cái pháp trong nhiều đời nhiều kiếp, thì ngài mới mới có thể đạt đến cái thánh đạo thánh quả. Thì trong kinh nói hay không, ngài thực hành tròn đủ 30 pháp ba la mật, trong đó cả thực hành bố thí về vật chất, bố thí tài sản, bố thí vợ, bố thí con, bố thí cả thân mạng. Đó, thành ra nhờ cái sự nỗ lực thực hành tròn đủ 30 pháp ba la mật, ngài mới mới có thể đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở trong này họ chứng đắc chánh đẳng chánh giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Rồi nhờ cái sự tỉnh giác như vậy đó, mình tránh xa những cái mê lầm, lầm lạc vòng quanh các vị giáo. Chỉ vì thấy rằng đó, khi mà Đức Phật chứng đắc quả vị đó, ngài mới giảng dạy về cái con đường trung đạo. Tức là khi mà mình đắm say, mình để cho năm dục trưởng dưỡng ở trong thế gian, nó cũng là một cái cực đoan. Rồi chúng ta mê lầm để trong các cái tà giáo tà kiến, thực hành những cái đường lối sai lầm, cũng là một cái biên kiến mình phải tránh xa. Cho nên có những người họ tu tập nhưng mà vì không đúng cái đường lối, không đúng phương pháp, cho nên nó cũng còn trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Quý vị thấy rằng có nhiều cái tôn giáo họ chủ trương rằng là mình tu tập mình không cần phải phải giải thoát, mình phải ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này để phục vụ, để tế độ chúng sanh. Thì đó là những cái tư tưởng sai lầm. Hoặc là như Bồ Tát khi mà ngài ngao ngán chán ngán trong cái đời sống cung vàng địa ngọc, rồi ngài đi tìm cái con đường giải thoát, nhưng mà ngài thực hành theo cái phương pháp khổ hạnh. 6 năm ngài thực hành những cái phương pháp mà khổ hạnh, để mong rằng để thực hành những cái phương pháp khổ hạnh đó, để đối trị với phiền não để đạt đến giải thoát, nhưng mà nó không đem đến kết quả. Do đó mà sau khi ngài thấy rằng cái phương pháp khổ hạnh, hành thân hoại thể đến cùng cực, nhưng mà cái sự giải thoát nó không không đem đến, cho nên ngài
từ bỏ. Cho nên á, là trong cái khi mà chúng ta thực hành giáo pháp, chúng ta cũng phải biết dùng trí tuệ để tìm ra cái con đường chân chánh, con đường trung đạo, tức là tránh xa những cái lợi dưỡng, mà cũng tránh xa những cái phương pháp cúng bái, nghi thức, hay là những cái hành, những cái cách thức mà để hành thân hoại thể, làm cho thân đau đớn, thì đó là những cái phương pháp sai lầm. Cho nên là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cũng phải biết để mà lựa chọn những cái phương pháp để thực hành, để đem đến sự an tịnh và hướng đến cái con đường giải thoát, chứ không nên là chạy theo những cái nghi thức sai lầm lầm lạc. Chính nhờ cái có cái trí tuệ, có sự tỉnh giác, suy tư, phản tỉnh xem xét mà Bồ Tát đã từ bỏ cái con đường khổ hạnh, rồi ngài tự phát triển cái con đường chánh đạo của chính mình, thực hành bát chánh đạo để đạt đến đạo quả chánh đẳng chánh giác một cách viên mãn. Rồi nhờ đó ngài khám phá ra cái con đường, khi mà ngài đạt đến, ngài khám phá rằng cái con đường này đó là tất cả chư Phật quá khứ đã trải qua và đã đạt đến sự giải thoát, rồi từ đó ngài mới đem ra giảng dạy. Cho nên là trong đời sống, nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái dục lạc của thế gian, chúng ta để cho năm dục trưởng dưỡng, thì chúng ta bị trói buộc vào cái cỗ máy sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta phải biết thực hành những cái pháp để đưa đến trừ những cái tham muốn, nằm diệt trừ các cái dục lạc, rồi phải có trí tuệ, phải biết tu tập, phải lựa chọn những cái phương pháp thích hợp, những cái phương pháp chân chánh, giới học, định học, tuệ học, hay là chánh kiến, chánh tư, chánh kiến, chánh tư duy, con đường bát chánh đạo. Thì nhờ có cái sự thực hành chân chánh như vậy, để mà diệt trừ ly dục, ly ác, bất thiện pháp, rồi thực hành tất cả những cái thiện pháp, để mà chúng ta phát triển cái thiện sự của mình, dung bồi đầy đủ về các pháp, từ những cái pháp thiện, rồi dung bồi các cái pháp pháp độ ba la mật, thì như vậy đó chúng ta mới hướng đến cái con đường giải thoát một cách viên mãn. Thì quý vị thấy rằng thế gian là gì, là cái con đường trong gai, trên đó đầy rẫy những cái khổ đau, nhưng mà chúng ta biết chúng ta thực hành đi trên cái con đường thánh đạo, đi trên cái con đường chân chánh, thì nó sẽ đem đến cái sự an vui, cái con đường phát triển các cái thiện pháp, bát thánh đạo là cái con đường bằng phẳng, nó đem đến cái sự an lạc trong hiện tại và hướng đến cái sự
trạng thái chấm dứt hoàn toàn khổ đau trong tương lai. Cho nên là Đức Phật mới nói là họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Thì chính nhờ Bồ Tát cũng thực hành trong nhiều đời nhiều kiếp, đến kiếp cuối cùng Ngài đã nỗ lực một cách quyết liệt, tốt đẹp, thực hành các pháp cao thượng mà Ngài đạt đến cái thánh đạo cao tột nhất ở trong cái sự giải là trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, để có khả năng giảng dạy giáo pháp cho tất cả. Thì hôm nay đó, chúng ta là những người có duyên lành, may mắn cũng học hỏi những cái phương pháp, những cái lời dạy của Đức Phật, đã được các cái vị trưởng lão, các vị A Xà Lê đã trùng duyên, rồi đã được ghi chép ở trong Tam Tạng kinh điển. Thì tùy theo nhân duyên, mỗi người sẽ lựa chọn thực hành, và chúng ta sẽ nỗ lực tu tập để mà gìn giữ giáo pháp và thực hành những cái thiện pháp để đem đến sự an vui cho chính mình, và chúng ta cũng là nương tựa lẫn nhau để cùng nhau tu tập, để sắp tấn động viên, nhắc nhở, hỗ trợ nhau, rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập, chia sẻ những cái kiến thức hiểu biết về Phật pháp, để cùng nhau nỗ lực tu tập đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại và hướng đến sự giải thoát trong ngày vị lai. Thì đó là cái ý nghĩa, cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu thứ 8 này. Thì cô Nhật Quỳnh đã post lên: những ai đối các pháp không đắm say mê loạn, không bị dẫn lầm lạc vòng quanh các vị giáo, họ chứng chánh đẳng giác, họ liễu tri viên mãn, trên đường không thăng bằng, họ bước thật thăng bằng. Thì đây là cái lời nói của Đức Phật. Nhưng mà nếu mình thì mình không có cái mong cầu mà đạt đến cái cao tổ, mình chỉ cầu mong được giải thoát, thì mình cũng phải thực hành theo, nhưng mà cũng phải đầy đủ các cái thiện sự, rồi đầy đủ các cái thiện pháp, để mới đem đến được cái kết quả tốt đẹp. Thì qua cái phần chánh kinh, rồi qua phần tìm hiểu, thì cũng xin chia sẻ với trong đạo tràng với quý vị đôi điều những cái kiến thức hiểu biết. Và với phước báo này thì cũng xin kính dâng đến các bậc trưởng lão, Ngài Hòa Thượng Hậu Tông, Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm, Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài tất cả các vị trưởng lão đã dày công dung bồi những cái Phật Pháp ở Việt Nam, và nhờ đó mà chúng ta hôm nay có được cái sự hiểu biết. Rồi các cái bậc trưởng lão trong hiện tại thì cầu mong các ngài pháp thể khang an, và cũng kính chúc quý phụ nữ, quý Phật tử, những người đang nỗ lực thực hành theo con đường thiện pháp, thì chúng ta có thêm những cái hiểu biết dạy của Đức Phật, để chúng ta nỗ lực thực hành đem đến một cái sự tốt đẹp trong đời sống hiện tại. Và những cái điều kiện trong đời sống hiện tại này, nó là nhân, là duyên để hỗ trợ chúng ta tiếp tục trên bước đường tu tập
hướng đến cái sự giải thoát trong những cái kiếp sống tương lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý Phật tử cùng nhau thảo luận về cái lời dạy Đức Phật trong ngày hôm nay để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Và phước báo này cũng hồi hướng đến tất cả chư thiên ở các chùa cũng như ở xung quanh nơi tư gia của quý Phật tử. Cầu mong chư thiên quan hỷ thọ nhận được an vui. Bây giờ thì xin mời kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thành đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Tiểu bộ tương ưng kinh đoạn số 8 và của Phạm Cây Lao để cho chúng con học và chúng con hành có thể được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ. Trần đạo có nghe được âm thanh Nhật Bình không Trần đạo? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Nếu đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Bình, cho Nhật Bình xin hiểu và Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị ạ. Mời quý vị có thể hiểu cái câu của Thượng tọa Pháp Thanh giảng ý như thế nào và có câu hỏi như thế nào thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Hình như là Nhật Quỳnh cầm mic không ai nghe rồi. Dạ, con tri ân sư. Dạ, nãy giờ máy con nó có vấn đề bạch sư nên con sợ là không ai nghe rồi. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời đạo tràng có thể đưa ra câu hỏi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tích nước ở tỉnh thất bạch sư. Dạ, để chờ đạo tràng cho câu hỏi. Dạ, cảm ơn Phúc Hạnh 4. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính mời bằng tay quý vị ạ. Mời bằng tay quý vị có thể chia sẻ của nghe các câu hỏi ngày hôm nay trong bài học này cũng như là có ý nghĩ như thế nào trong bài học thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con không thấy đạo tràng nhúc nhích gì hết. Dạ, sư dùng nước xong rồi, chắc sư cho con hỏi thôi. Dạ, sư cho con hỏi nha, con thấy đạo tràng ngồi im ru à. Dạ, anh sư dùng nước xong thì sư cho con hỏi, lúc nãy con nghe cái điều thứ nhất á, là tại chân chánh đó. Thì nếu mà mình gặp những cái hoàn cảnh thuận duyên đi, gặp được những sự thuận duyên, mình làm ăn khá giả rồi con cái mình tốt đẹp này kia, thì mình phải nghĩ như thế nào gọi là tác ý chân chánh. Mình gặp những không thích ý thì mình không vừa lòng thì khổ đau, thì mình phải nghĩ như thế nào đó Pháp Sư? Dạ, kính đảnh lễ Pháp Quang rồi Quang Năm vào đạo tràng. Dạ, sư giải thích thêm dùm cái câu số 1. Lúc nãy con nghe con chưa được hiểu lắm á bà sư. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ kính đảnh lễ chư đồng đức trưởng lão, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì cái Đức Phật thường hay nhắc nhở là phải khéo tác ý, hay là tác ý chân chánh. À, ở đây là tác ý khéo tác ý hay tác ý chân chánh á, là chúng ta nhìn đối tượng, giới, hiểu biết giới nhân với quả. Ví dụ như bây giờ trường hợp mà chúng ta đối diện với những cái điều kiện thuận lợi, thì chúng ta biết rằng đó, chúng ta đã tạo trữ những cái gieo những cái nhân lành, những cái nhân thiện, cho nên bây giờ cái quả tốt đẹp, an vui, hạnh phúc nó phát sanh, chúng ta hưởng được. Thì khi mà chúng ta hiểu biết rõ ràng về nhân và quả của các pháp, của các đối tượng nó đang sanh khởi đó, thì như vậy đó, chúng ta không có cái tâm tống cao ngã mạn, không cho rằng tôi là giỏi, tôi là có phước thế này thế khác. Mà khi mình hiểu biết về nhân quả đó, trước các cái đối tượng không có quá quá vui mừng. Mình biết trong cái giai đoạn này là các cái thiện pháp nó trổ sanh, thì khi mà những cái lúc mà những cái chướng ngại, làm biết rằng đây là cái giai đoạn mà những cái nhân bất thiện mà mình đã gieo, đến lúc những cái bất thiện nó cho quả, bây giờ mình phải gặp những cái trường hợp là không mong muốn, những cái trường hợp gây tổn hại khổ đau. Thì khi mà chúng ta có được cái hiểu biết, thấy rõ về cái lý nhân quả, khéo tác ý, có sự hiểu biết chân chánh về nhân quả như vậy đó, thì sao? Cái tâm mình nó không có bị chấn động. Thì quý vị thấy rằng ở trong 38 điều hạnh phúc, khi mà cái tâm của chúng ta nó được quân bình trước các pháp thế gian, thì tám pháp thế gian là gì? Được lợi mất lợi, an vui đau khổ, rồi được khen ngợi tán thán, hay là hoặc bị là chê trách thế này thế khác đó. Khi mà chúng ta có được cái hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được một cái nội tâm, mặc dù mình chưa phải là thánh nhân, nhưng mà khi mà mình hiểu biết về Phật pháp, mình thấy được cái nhân đưa đến quả, rồi mình có một cái niềm tin vững vàng như vậy đó, thì cũng một phần nào đó giúp cho cái nội tâm của chúng ta có sự an tịnh quân bình, hành xả, để đem đến không có quá vui mừng trước những cái thành đạt, mà cũng không quá buồn rầu, uất ức khổ đau trong những cái bất thiện mà khi mà nó cho quả. Thành ra đó, cái khéo tác ý hay là như lý tác ý ở đây đó, là chúng ta phải nỗ lực gìn giữ trong đời sống, chứ không phải là chỉ khi mà mình học kinh học pháp, mình tu tập hành thiền thôi, mà ngay cả trong đời sống nó giống như là một cái áo giáp. Nếu mà cái áo giáp mình á, mình càng dày thì nó sẽ che đỡ những cái vật sắc nhọn, những cái mũi tên, những cái giáo mát của phiền não. Còn nếu mà chúng ta không khéo
như lý tác ý. À, chúng ta đắm nhiễm chạy theo trần cảnh bên ngoài, à, khi gặp cảnh thích ý thì mình mừng vui phấn khởi hân hoan, à, mình sanh cái tâm cống cao ngã mạn, mình cho là mình hay, mình giỏi, à, thì khi mà mình bị những cái trường hợp bất lợi, à, thì mình sẽ đau khổ. À, thì Đức Phật nói đó, hai cái trường hợp này giống như cái quả lọc của đồng hồ vậy đó. Khi mà chúng ta đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc, thuận lợi tốt đẹp đó, thì chúng ta mừng vui như thế nào thì chúng ta gặp các trường hợp bất lợi đó, chúng ta sẽ đau khổ. Hả, mình gặp cái trường hợp mà tốt đẹp đó, mình càng mừng vui, thì khi mà chúng ta gặp cái trường hợp bất lợi thì chúng ta sẽ càng đau khổ. À, cho nên đó là chúng ta biết do nhân cho quả, do duyên đến lúc quả nó sanh khởi, hay là do nhân do duyên đến lúc những cái bất thiện, những cái chướng ngại, những cái khổ đau nó sanh khởi, mình biết tất cả đều là do nhân do duyên. À, thì như vậy đó mình sẽ bớt khổ đau, mình giữ cái tâm nó được an ổn quân bình đó. Thành ra đó, ở trong đời sống đó, chúng ta ví như những cái chiếc thuyền mà nó còn đang xuôi ngược trên cái bể khổ. À, thì quý vị thấy rằng đó, có những nó chạy thuận theo cái sóng, cái gió thì nó an ổn. Còn những chiếc thuyền mà nó không may mắn, nó bị trở ngại, bị ngược sóng ngược gió gì đó, thì nó trầm trầm, nó đầy những cái hiểm nguy. Nhưng mà nhìn sao không, nhìn lại đó thì dù cho là thuận lợi hay là thất lợi gì đó, nó cũng còn trôi nổi trên cái khổ đau. Cho nên đó là mình biết như vậy để mình cố gắng tu tập như thế nào đó để thoát ra cái biển khổ, nó là cái điều quan trọng, chứ không phải là mình chạy trên cái biển khổ mà cái thuyền của mình nó thuận lợi, nó xuôi gió xuôi thuận theo cái sóng mà mình an ổn. Thì bây giờ hiện tại này đó, tại vì cái nhân nó chưa tới cho nên mình thuận lợi, nhưng mà mai mốt cái trường hợp cái bất thiện nó sanh khởi thì mình cũng bị chướng ngại, rồi mình cũng bị khổ đau như người ta vậy thôi. Đó. Thành ra khi mà chúng ta có hiểu biết như lý tác ý và chúng ta quán sát về cái các pháp nó sanh khởi, mình biết về nhân về quả, hiểu biết rõ ràng như vậy để chúng ta có giữ được một cái nội tâm an ổn quân bình trước các pháp, không có quá hân hoan, cũng không quá buồn rầu uất ức khổ đau, để có được một cái nội tâm an ổn quân bình. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của ông Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Dạ, sư đã giải đáp con hiểu được rồi. Dạ. Và con cũng có người bạn, người em cho con này, cũng thấy câu hỏi của con hợp lý, người này cũng học được. Dạ, rất là tri ân sư. Dù mình gặp cái cảnh thuận ý vừa lòng thì mình cũng không nên quá vui, mà khi mình gặp cái cảnh nghịch ý khổ đau thì mình cũng không quá buồn. Mình phải nghĩ về nhân quả, phải không gì, phải không bạch sư? Mình phải nghĩ cái lúc mình vui và cái lúc mình buồn thì mình phải hiểu đây là nhân quả đời quá khứ
Thì bây giờ mình đau khổ thì mình cũng chấp nhận, mà mình vui thì mình cũng vui chút xíu thôi, phải không bạch sư? Dạ phải, sư dạy chúng con gì không ạ? Dạ xà thú con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời quý vị trong năm chi pháp mà sư đã giảng dạy, quý vị có điều gì chưa hiểu thì quý vị có thể hỏi. Cái nhất, cái số 1 thì Nhật Quỳnh đã hỏi rồi, cái số 2 có được hỗ trợ để mà giữ giới, cái số 3 thì nghe pháp cao thượng, cái thứ 4 thì trú xứ thích hợp, và cái thứ 5 có sự nỗ lực trong hiện tại, thực hành đặc biệt. Vậy quý vị có câu hỏi nào không? Và trong năm chi pháp này có câu hỏi nào để mình hiểu rõ thêm không ạ? Năm ông Bích Hai giá. Dạ kính mời bàn tay quý vị Dung Nguyễn, Tâm Pháp, Tâm Pháp Trần Đạo, chị Metta, Minh Minh Tâm, Xích Kim, Phúc Hạnh. Dạ Nhật Quỳnh thấy Phúc Hạnh gì đây? Dạ mới vào đạo tràng, có thể có ý kiến gì không? Dạ kính mời bàn tay quý vị ạ. À. Dạ con thỉnh sư dùng nước. Dạ một chút mà có ai đỡ mít á, thì sư bi em cho con có chuyện chút con thưa bạch với sư á. Sư mà bi em cho con thì được, mà con bi em cho sư không được sư ơi. Không biết sư sao sư đóng cửa kính quá. Dạ con bi em không có được. Dạ, mà con có việc con muốn bạch với sư á. Dạ chút sư bi em cho con chị, con sẽ nhắn lại sư được à. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý bạn. Chị Metta ơi, chị Metta có trước máy không? Chị Metta có trước máy không? Nếu chị Metta có trước máy, đỡ mít giùm Nhật Quỳnh một chút đi. Trần Đạo có trước máy không? Trần Đạo có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ. Yeah. Dạ không có vị nào trước máy hết. Dạ con Tâm Pháp xa thủ Tâm Pháp nha. Tâm Pháp đỡ bích giùm Nhật Quỳnh chút xíu nha Tâm Pháp nha. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ ngài Pháp Thanh. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Bạch sư, trong một cái chi pháp nó là giữ giới thì phải cần tiếp cận với những người bạn lành, nhưng nếu mà có những người như ở xa không có thường xuyên được tiếp cận, nhưng mà chỉ có nghe pháp, nghe vào YouTube hoặc nghe pháp, thì cái đó có phải gọi là tiếp cận với bạn lành không thưa sư? Thì còn có một cái ý nghĩa là khi mình luôn ngồi suy tư để mình hành pháp, giống như suy tư chân chánh, thì làm sao vun bồi cho có một cái ý nghĩa, cái nhìn rất là thấu đáo
và nó xuyên suốt, nó không có rời rẽ. Nhìn các pháp nó là như vậy, do dù đó là pháp nghịch hay là thuận, biết rằng nó là như vậy, không có còn thắc mắc, hiểu thấu đáo như vậy thì người này không có buồn. Và nếu mà muốn được như vậy đó, thì là có phải là phương pháp mình luôn phải mà mình xa lìa, đừng có đặt cái tôi nó nhiều quá, hay là luôn quán cái thân này nó bất tịnh. Có phải khi mình quán như vậy liên tục thì cái thân nó sẽ nhàm chán và nó sẽ có một cái si tư luôn chân chánh, và nó không có còn mỗi lần gặp chuyện gì thì nó không có bị cái tôi dâng trào lên liền, phải không thưa sư? Cái thứ hai con muốn hỏi nữa đó là khi mà mình ngồi mình đây cầm một cuốn sách mình đọc, mà trong khi những cái này nó giúp cho mình được trong trú an trú trong cái thiền pháp và làm cho mình dần đi cái những cái ác pháp, xa lìa những cái ác pháp, thì cái này cũng là gọi là ở gần bậc thiền hữu trí thức, phải không thưa sư? Xin là sư giảng thêm cái điểm này cho những Phật tử như không có gần thường xuyên, giống như là trao đổi thường xuyên với thầy tổ hay là người bạn mình gặp thường xuyên để trao đổi, giống như ý con nói là giống như mình ở trong chùa thì sẽ luôn có như sư phụ luôn mỗi ngày sẽ nhắc nhở mình, nhưng mà ở xa thì mình sẽ không có được cái phước đó, thì tự mình cầm sách và mình đọc lên thì mình để mình xa lìa được những cái giận, cái tham sân si, thì cái đó cũng phải có gọi là gần người bạn lành không thưa sư? Con thì con không biết là hỏi con nó hơi lung tung quá, thì con xin sư quan hệ cho con và con kính thỉnh sư là Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ga Giá, và kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chào quý tu nữ và quý Phật tử. Thì chúng ta có một cái như lý tác ý hay là khéo tác ý, thì như Đức Phật dạy đó, khi mà chúng ta có cái như lý tác ý là khéo tác ý, là lúc đó đó chúng ta sống với trí tuệ. Mà khi mà chúng ta có trí tuệ hay là có sự chánh niệm tỉnh giác thì không có điều kiện để cho các bất thiện pháp nó sanh khởi. Thành ra đó, chúng ta luôn luôn phải có cái khéo tác ý trong đời sống đó. Lâu lâu mình làm công việc gì đó, lâu lâu mình tự phản tỉnh, mình hỏi mình nãy giờ mình có hiểu biết rõ ràng không? Rõ, hiểu biết rõ ràng đây là mình đang làm công việc gì, mình đang làm bất cứ một cái công việc gì, mình biết rõ ràng vào cái giây phút hiện tại mình đang làm việc đó, là gọi là khéo tác ý. Mà khi khéo tác ý thì sẽ không có điều kiện cho bất thiện phiền não nó sinh khởi, là lúc đó chúng ta được an ổn. Rồi chúng ta gần bản lạnh. Gần bản lạnh ở đây chúng ta, nếu mà như hồi nãy sư nói đó, nếu chúng ta may mắn sinh trưởng ở trong những gia đình có cha mẹ thân bằng huyền thuộc, hiểu biết về Phật pháp, sống đúng theo chánh pháp, thì cái đó là một cái điều hết sức may mắn. Còn nếu mà chúng ta ở những cái nơi mà khó tìm những cái bạn bè thiện trí thức, thì chúng ta lấy kinh, lấy pháp làm cái người
bạn đạo. À, khi mà tu tâm pháp á, à, chú tâm đọc trong những cái kinh sách hay là chú tâm mình nghe pháp, à, thì lúc đó là mình lấy Phật pháp làm cái nơi nương tựa, lấy Phật pháp là cái người bạn lành. À, mà chúng ta thấy rằng khi mà ban đêm có nhiều lúc mình ngủ không được, à, thì mình có thể mình lấy quyển sách, quyển kinh ra mình đọc, hay là hoặc là mình có thể mình mở những cái máy lên mình nghe pháp. À, thì kinh pháp nó không có, nó không có cự cãi, nó nói ừ sao giờ này khuya rồi mà không để tôi yên mà còn nghe. À, còn có nhiều khi những cái người bạn mà ở ngoài đời đó, nhiều khi mà mình lúc đó mà mình cần mình nghe đó, mà người ta đang ngủ ha, người ta đang làm công việc mà mình lại mình hỏi đó, có nhiều khi là làm ta bực bội. À, thấy không? Cho nên đó, là chúng ta mới thấy rằng lời dạy của Đức Phật là giáo pháp là cái bóng ma. À, bất cứ lúc nào mà chúng ta phiền muộn, à, phiền não sanh khởi, à, quý vị lấy kinh lấy sách ra quý vị đọc, không bao giờ nó từ chối, không bao giờ nó phiền hà, không bao giờ nó phản đối quý vị đâu. À, cho nên là chúng ta lấy kinh sách Phật pháp làm bạn tri kỷ, là bóng mát, là cái nơi mình nương tựa, là một cái điều hết sức quý báu. Còn ví dụ như trong đời sống ở ngoài đời, mà nếu mà chúng ta gặp được những người bạn bạn lành, cùng chí hướng, cùng mục đích, cùng cái con đường để mà chúng ta nỗ lực học tập phấn đấu để hướng đến cái sự an vui trong đời sống hiện tại, hướng đến cái sự giải thoát cao thượng, thì chúng ta sẽ cùng nhau nương tựa. À, trên đường thiên lý xa vời, nếu gặp được bạn đời đồng tu, à, thì mình nương tựa với nhau. Còn nếu mà chúng ta không có may mắn, không có hữu duyên để gặp được những cái người bạn ở ngoài đời, những người thiện tri thức, à, thì chúng ta sẽ nương tựa vào kinh điển, nương tựa vào Phật pháp, à, những cái phương pháp, những cái kinh điển mà hướng đến cái mục đích chân chánh, hướng đến giảm thiểu những cái phiền não, hướng đến những cái phương pháp thực hành chân chánh đem đến sự an lạc, hạnh phúc trong hiện tại, và hướng đến cái sự trạng thái vắng lặng tất cả, hay là diệt trừ đào bứng tận gốc rễ các cái phiền não ở trong ngày vị lai, thì đó là những cái phương pháp chân chánh. Thì chúng ta sẽ làm bạn, nương tựa với những cái kinh sách đó, để mình đem đến cái sự an vui. Mình lấy kinh sách là cái người bạn lành, là cái người thân cận, là cái người bạn tri kỷ của mình, thì đó là cái điều mà tốt đẹp cho bản thân mình. Thì cũng xin giải đáp với cái thắc mắc của cô Tâm Pháp, và chúc cô có nhiều sức khỏe, an vui, và tu tập tạo được nhiều cái lợi lạc ngay trong đời sống hiện tại. Nam mô Bụt Thầy giá. Hello, Tâm Pháp đâu rồi? Nó mất tiêu rồi. Tâm Pháp bị kẹt máy, bà sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính lễ tri ân sư đã trả lời câu hỏi của Tâm Pháp. À, Tâm
tâm pháp kìa, mít phải không? Bây giờ tâm pháp cầm mít được không? Mời tâm pháp nha. Dạ, con tri ân sư cho con một tín hiệu ạ. Con kính tri ân sư. Mời tâm pháp nha. Tâm pháp cầm mít lại nha. Dạ có nghe được không nghe sếp? Mô tha giá, Nam mô tham ma giá, Nam mô sân khai giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn cô Trần Đạo. Dạ, con kính cảm ơn sư cho biết là đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng có một cái câu hỏi nhỏ trong cái bài học hôm nay, đó là về cái trú xứ thích hợp. Dạ thưa Ngài, con thấy ở vùng quê Việt Nam, ở những xa xôi nghèo khổ đó, thì những người ở đây có lẽ vì cái nhân quả đời trước của họ mà họ không có được ở những cái trú xứ thích như sư đã giảng dạy, là có được cái điều kiện để mà thực hiện thiện pháp, hay là thí dụ như không có gần được chùa chiền, rồi không có gần được những người mà làm những cái nghề nghiệp hay là sinh sống bằng những cái phương tiện mà không có được, không có bị lọt vào năm cái nghề tà mạn. Mà ở đây vì cái nhân quả kiếp trước của họ mà họ phải làm những cái nghề mà lọt vào năm cái nghề tà mạn, như là họ đi đánh bắt cá, họ nuôi gà, nuôi vịt để bán, rồi họ đi bắt ếch, bắt chim. Dạ, thậm chí con thấy có những người đi rập chim,
rồi đi đâm ớt, rồi đi mò cua để có cái miếng ăn để nuôi nuôi sống trong gia đình. Thì như vậy họ phải làm sao để mà thoát ra được, để mà có thể làm được, tạo được thiện pháp, để mà nhờ cái phước báo để mà có thể kiếp sau có thể là tạo những cái điều kiện cho mình. Họ cứ sống mãi trong cái lặng hụp trong cái đó, rồi họ làm sao đây sư? Dạ con thấy ở quê con cũng có nhiều người như vậy, xin sáng giải cho con để con hiểu thêm và con có thể giúp đỡ cho họ bước ra khỏi cái trú xứ đó hay không thưa sư? Dạ con xin dâng ích cho sư. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào quý tôn nữ và tất cả quý Phật tử. Thì thật sự ra mà nói đó, thì có đôi lúc chúng ta nhìn xung quanh cái xã hội, mà nhất là nói trong cái phạm vi mà Việt Nam mình, ở những cái vùng nông thôn, thì đa số đó người ta ở trong, nếu mà nói trong cái bài kinh này đó, là người ta đang sống trong cái đắm say mê loạn. Người ta không có hiểu biết gì về nhân quả, người ta không biết gì về thiện hay là bất thiện. Người ta chỉ sống mà theo cái thói quen thường tình của tục đế của thế gian thôi. Sống rồi lớn lên, rồi lập gia đình, rồi sanh con đẻ cái, rồi hằng ngày là bươn chải mưu cầu tìm kiếm qua cái sự sống thôi. Bằng bất cứ ngành nghề nào, thí dụ như mà cha mẹ mà sống ở vùng nông thôn mà làm cái nghề mà chạy lưới ở sông ở rạch, thì con cái lớn lên thì cũng làm theo nghề đó. Cha mẹ là những cái người mà đi biển, dăm câu bủa lưới, câu cá, câu mực, mò cua bắt ốc, thì nó cũng theo cái truyền thống đó. Tại vì chúng sanh họ sống trong cái si mê lầm lạc, họ nghĩ, họ nhìn xung quanh là ai cũng vậy, thì thôi mình cũng sống vậy cho nó quen. Chứ họ không có cái sự tìm hiểu. Cho nên á, là họ cứ xưa bài nay. Nếu mà ông bà cha mẹ có may mắn ăn chay, tháng ăn chay 2 ngày, ngày rằm, ngày 30, 29 gì đó, thì con cháu cũng ăn theo. Nhưng mà ăn chay nhưng mà cũng ra ngoài ruộng, rồi bắt ốc, bắt cua, bắt ếch, bắt chuột, bắt đồ kia nọ. Cái ngày nào ăn chay thì ăn, nhưng mà cái qua thậm chí ngày ăn chay họ cũng đi bắt. Bắt bữa đó không ăn, bắt để dành ngày mai ăn. Rồi bắt đi bán, bắt đi rộng để dành đó. Đó, thành ra đó, cái đó là họ sống trong cái vô minh lầm lạc, đắm say mê loạn vào cái pháp thế gian. Thì cái này đó chúng ta không thể nào mà giúp được đâu. Thì có những cái trường hợp, có những lúc mà sư cũng đi về những cái chùa ở miền quê, ở trong Nam thì ít, nhưng mà hồi đó thì sư hay đi những cái chùa ở miền quê, ở ngoài miền Trung nhiều, về những cái chùa ở trong vùng sâu vùng xa, ở vùng Quảng Nam rồi kia nọ đó. Thì mình thấy những cái người này đó, họ cũng thỉnh thoảng họ cũng có đi chùa, thì mình cũng có khuyên dạy
mình khuyên họ thôi, bây giờ nó là quy y rồi gìn giữ những cái năm cái giới đi, họ không chịu. À, hay là mình khuyên dạy họ từ bỏ những cái kề đó, họ đâu có chịu. Bởi vì cái đó là cái sự sống, tại vì trong cái vùng quê đó là ai cũng sống như vậy, mà bây giờ mình biểu họ làm khác hơn họ không chịu. À, cho nên đó là khi mà mình khuyên họ gìn giữ tránh đi bắt ốc mò cua, bắt cá, bắt ếch, bắt chuột rồi đó, họ đâu có chịu đâu. À, nếu mà bây giờ họ họ gìn giữ cái giới đó thì họ phải phải đi mua đồ họ ăn, như vậy là tốn tiền. À, tốn tiền như vậy là không có được. À, những cái vật đó nó có sẵn rồi thì mình cứ cứ theo đó mình sống. À, cho nên mà những cái chúng sanh này đó là họ cũng không có duyên. À, thì quý vị thấy rằng đó, Đức Phật chỉ tế độ những người hữu duyên, còn đối với những người mà nó không có duyên đó thì bây giờ Đức Phật còn nói không được. À, được. À, trường hợp ngày Xá Lợi Phất đó, khi mà ngài đến một cái làng chài đó đó, ngài cũng khuyên dạy họ, thôi bây giờ tránh xa những cái nghề nghiệp đó đi, đừng có đi ra ngoài biển, đừng có đi ra xuống sông mà chài lưới này kia nọ. Rồi ngài cho họ thọ trì giữ năm cái giới. Thì khi mà có ngài ở đó, đó thì họ ráng họ giữ, họ không có đi chài lưới. Nhưng mà khi mà ngài vừa rời khỏi cái làng chài đó rồi đó, thì họ cũng trở lại cái đời sống. Bởi vì những chúng sanh này nó lầm lạc, nó đắm nhiễm nhiều đời nhiều kiếp trong trong cái bất thiện pháp rồi. Họ chưa có thoát khỏi được những cái đắm say mê loạn ở trong cái pháp thế gian. Thành ra đó, chúng ta chưa có đủ sức để mà lôi kéo họ đâu. Chừng nào mà họ ráng, họ học, họ hiểu, để rồi họ cảm thấy họ ghê sợ, họ tự động, họ chán ngán, họ thoát ra, thì lúc đó đó thì chúng ta mới có thể là khuyên nhủ dẫn dắt họ. Còn bây giờ đó, họ mê đắm trong cái vấn đề đó mà mình lợi mình khuyên họ, họ không chịu nghe. Còn trái lại họ quay lại họ nói mình là cái người khùng. Trời đất ơi, cua ốc tôm cá rồi dưới sông dưới rạch đầy vậy mà không cho ăn, đều kêu đi vô siêu thị mua đồ ăn, khùng á, tiền đó mà đi siêu thị mua đồ ăn. Đó. Cho nên á, họ không có duyên thì thôi, mình cũng đành chịu thôi. Mình thương họ nhưng mà mình không thể nào mà mình giúp được gì cho họ đâu. Bây giờ thí dụ như mình thương họ, mình cho họ cho số tiền, mình kêu họ, nhưng mà còn mình ở đó đó, mình cho họ mà còn tiền thì họ còn nghe theo, mà hết tiền rồi thì cũng đâu cũng vào đó. Nó cũng trở về cái vị trí cũ của nó thôi. Thành ra đó, đối với những cái chúng sanh đó, mà phải có sự nỗ lực để tìm hiểu, để mà thoát ra được những cái đắm say mê loạn của thế gian. Thành ra đó, khi mà mình hiểu biết Phật pháp rồi đó, mình nhìn lại đó, mình phải cảm thấy mình có cái sự may mắn, mình có cái hạnh phúc. Thành ra ngài Hòa thượng Pháp Lạc ngài cũng nói sao, giống như bây giờ đó, mình đã lên được cái chiếc thuyền rồi, mình nhìn lại bà con thân bằng quyến thuộc mình còn trôi nổi ở trên cái bể khổ. Có nhiều lúc mình đưa tay mình muốn níu kéo, mình muốn cứu vớt họ để cùng lên chiếc thuyền cho an ổn với mình, nhưng mà họ đâu có chịu đâu. Có nhiều khi mình đưa tay mình muốn níu kéo, mình cứu giúp cho họ, họ còn cự nữa. Ở dưới biển vậy đó nó vui, chứ lên thuyền làm cái gì. Sống ở trong pháp thế gian vậy đó là mới đúng, nó mới phù hợp mà nó mới vui.
Còn sống như mình á, là tự nhiên rồi cò bó rồi thế này thế khác, hành cái này hành cái kia, giữ cái này giữ cái nọ, nó ràng buộc mà họ là không thích. Cho nên á, thành ra đó, với cái tâm từ tâm bi, thì khi mà chúng ta thấy những cái người này đó họ đang chuyển cái bất thiện pháp, chúng ta cảm thấy thương xót, muốn giúp đỡ họ. Nhưng mà nếu mà những cái người này họ tự cái trí tuệ họ không có, họ không có nhân duyên, họ không cố gắng để tìm hiểu, thì thôi cũng đành chào thua là vậy thôi. Chứ bây giờ mình đâu có, mình đâu có thần thánh hơn, hay là đâu có tài nghệ, hay là đâu có thần thông như Đức Phật, như các bậc thánh A-la-hán đâu, thấy không? Thành ra thôi thì mình cũng khuyên giúp họ, nhưng mà họ nghe được thì tốt, còn họ không nghe thì thôi. Mỗi chúng sanh nó có cái duyên riêng, có cái nghiệp riêng. Thành ra ở trong kinh đó là ta đi với nghiệp của ta. Nếu mà may mắn mình hiểu biết được Phật pháp, mình đi trên cái con đường nó tương đối, nó an ổn, bằng phẳng. Còn bây giờ họ không thích, họ chê cái con đường đó là như vậy là không tốt, họ đi trong rừng, đi trên cái con đường trong gai gai lóc đồ vậy nó mới vui, nó mới thích, thì để họ đi. Chứ giờ mình níu kéo họ là nó phiền lắm, phiền cho mình kia họ đủ thứ rồi đó. Chẳng những là không tốt đẹp gì mà nó có đôi lúc nó phản tác dụng, nó còn quan trái nữa thì mất công lắm. Thì thôi, ta đi với nghiệp của ta, mỗi người sẽ đi theo cái con đường mà mình lựa chọn. Chứ mình biết cái con đường này là đường tốt đẹp, mà mình có cố mình níu kéo họ, họ cũng được đâu. Thành ra thì sư cũng xin chia sẻ giải đáp cái thắc mắc của cô Meta. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Mặc dù những cái tuổi lớn, nhưng mà cũng có sự nỗ lực hàng ngày, cũng học pháp. Thì như vậy là một cái điều rất là tốt đẹp. Nhưng mà thôi, bây giờ dù là những cái thân bằng quyến thuộc của mình thân thích với mình, nhưng mà nếu mà những người nào mà họ có ý hướng mình giúp được thì giúp, còn không thì thôi, mình phải cố gắng mình tự. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, con kính tri ân sư. Dạ, cái này là con chỉ hiểu được những lời giảng giải của sư rồi, nhưng mà đây con nói thêm thôi. Thì con thấy ở quê nhà của con đó, những người mà làm những cái nghề đó đó, trước đây á, có nhiều tiền lắm, có thể mua vàng cây nữa sư. Nhưng mà tới cuối đời đó, người nào cũng bị bệnh, bị bệnh dữ lắm sư, bị bệnh một sống một chết luôn. Và bệnh đau nhức, rồi bệnh thậm chí bệnh ung thư luôn đó. Bệnh thứ nhất là đau nhức, rồi đi không được, rồi gia đình gặp cái cảnh này cảnh kia đủ chuyện hết sư. Thì con nghĩ chắc đó cũng là nhân quả nhãn tiền. Bởi vì trước đây á, làm những cái nghề thí dụ như là đi đặt đó, rồi đi giăng lưới đồ đó, cá tôm rất là nhiều, rồi bán được rất là nhiều tiền. Nhưng mà những cái tiền đó thì những người bà con đó cũng lo trong gia đình, rồi lo cho con ăn học, rồi lo chuyện kia. Nhưng mà tới cuối đời á, thì bị bệnh đủ thứ, bệnh triền miên, bệnh có thể nói từ năm này qua năm khác, bệnh hàng chục năm luôn vậy sư. Dạ, con thấy như vậy thì con nghĩ đó chắc là nhân quả nhãn tiền thôi. Dạ, con thấy sao con nói vậy thôi. Dạ, con kính cảm ơn sư, con xin trả máy lại cho đạo tràng.
Dạ, sa thú cô Metta. Dạ kính thưa sư Pháp Thanh, dạ, sẵn nói cái chuyện mà ăn, như nãy sư nói kêu người ta đừng có giết, nhưng mà đi vô mua đồ siêu thị mua ăn, nha, siêu thị mua ăn thì thỉnh sư giảng dạy cho hàng Phật tử, có nhiều người ở trong room cũng còn sơ cơ, thì để người ta sẽ hiểu rằng là có cái gì khác. Vậy có nhiều người nói rằng là coi như cái con cá mình mua trong siêu thị đó, con tạm dùng danh chế định nha, vì biết rằng con cá trong siêu thị thì nó không có ngáp, tức là nó đông lạnh không có ngáp, nhưng mà tiếng Việt cũng vẫn gọi là con cá. Thì con cá trong siêu thị đó, người ta cũng nói rằng người khác cũng đi đánh cá rồi họ mang họ bán, cuối cùng thì nó chạy vô trong chợ, trong siêu thị. Thì họ nói rằng là coi như có gì khác nhau đâu, tức là một cái mình bỏ tiền ra rồi mình mua về, một cái thì mình tự mình đi bắt, bởi vì có con cá đó, nó đâu có tự nó chạy vô siêu thị. Thì có nhiều người họ lý luận như vậy. Thì thỉnh sư cũng giảng dạy ở cái điểm này để một số người Phật tử sơ cơ họ chưa có hiểu cái vấn đề là nó như thế nào. Bởi vì có như rất là nhiều người họ hoang mang, bởi vì họ nghĩ rằng là một bên là mình đưa tiền rồi mình mua, một bên là tự mình con lấy. Nhiều khi giống như chỗ của con từ nhà con ra biển sát bên thôi. Rất là nhiều người Việt Nam hỏi con là không, mà Minh Thông có đi câu không, mà nói không có đi câu. Rồi người ta nói sao vậy đó, tôi không biết câu. Người ta nói bữa là tôi câu đem về tôi ghét đi cho nó ngon, tôi cũng không ăn nữa. Nó khổ vậy đó, tức là mình không đi câu mà bây giờ người ta mở lời người ta câu cho mình ăn, nhưng mà mình cũng không ăn luôn. Bởi vì thế nó rất là khổ, mà nhiều khi người ta thấy mình ăn cá chứ không phải là mình dị ứng với cá. Đây là nó có nhiều cái ở đời rất là khổ, nhiều cái chuyện đó để hỏi sau đi. Con hỏi sư trước cái chuyện là cá đông lạnh với lại cá ở dưới nước thì nó như thế nào, để người Phật tử hiểu hơn. Dạ kính thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ngài Dạ. Dạ kính chào kính đại chư tôn đức trưởng lão, chào quý trung nữ và tất cả quý Phật tử. Thì nếu mà chúng ta nhìn theo cái góc độ cái tục đế chế định của thế gian đó, thì họ cho rằng đó là cái con cá ở ngoài sông với cái con cá ở trong siêu thị là nó giống nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn theo cái khía cạnh về chân đế Phật Pháp á, thì nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra đó, quý vị biết rằng Đức Phật không có biểu là mình đừng ăn thịt ăn cá. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật khuyên mình đừng có giết những cái con vật đó để mình ăn. Rồi trong cái giới mà sát sanh á, là sao? Cái điều đầu tiên là chúng sanh có thức tánh. Tức là cái con vật đó nó còn sự sống. Khi mà cái thức tánh của nó còn thì mình theo cái tục đế chế định là con cá, con gà, con vịt, con heo, con bò vân vân. Là lúc đó cái nghiệp của chúng sanh đó, cái sự sống, cái thức tánh của nó còn. Nó cũng như mình, nó cũng biết ăn, nó biết sống, rồi nó biết để mà duy trì cái mạng sống của nó. Nó cũng thích được vuốt ve chiều chuộng, thích được an ổn, nó sợ khổ đau. Còn khi mà cái con vật đó nó thức tánh không còn thì nó trở lại cái trạng thái gọi là vật chất. Thì nếu mà nói về cái chân đế nó là gì, lúc đó cái thức tánh không còn thì nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi. Cho nên á, chúng ta không nên đi câu
hay là hoặc là mua những cái con vật mà nó còn sống để rồi mình đè nó, mình cắt cổ, mình giết nó để mình ăn, thì như vậy mình phạm giới sát sanh. Còn á, ai làm đâu không biết, ở trong nhà máy, ở chỗ nào đó họ làm sẵn rồi nó đem nó đông lạnh, nó để ở trong siêu thị, hoặc là nó làm sẵn rồi nó bày nó bán gì đó mình mua, thì cái đó là nếu mình nói theo cái chân đế nó là vật chất, chứ không phải là còn là chúng sanh nữa. À, thành ra đó chúng ta phải phân biệt. Thành ra đó khi mà cái người Phật tử mà làm cái lễ trai tăng là quý vị nhớ là có cái đọc câu là những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo, tức là những cái vật này mình mua đó là nó ai làm sẵn rồi, mình có giết hợp theo lẽ đạo, mình không giết để mình dân cúng được cũng hợp theo lẽ đạo, tức là mình mua những cái vật này bằng cái công sức mồ hôi sức lực của mình tạo ra đồng tiền để mình có tiền để mua, chứ mà không có đi làm những cái điều tà mạng, mình đi lừa gạt lừa đảo dối gạt người ta để mình chiếm đoạt những cái vật thực này đó. Thành ra đó mình phải biết như vậy, thì khi mà mình làm á như vậy thì nó mới có hợp pháp, nó mới đem đến cái phước báo đó. Thì mình ăn cũng vậy, mình biết những cái vật thực này đó là của người ta đã giết, hồi nào mình có suối mình có kêu người ta giết mà mình cũng không thấy họ giết rồi họ giết đâu nào biết, bây giờ nó đem nó bày bán trong siêu thị hoặc là ở ngoài chợ gì đó nhưng mà họ đã làm sẵn rồi thì mình mua thì cái đó nó, nếu mình đứng về cái chân đế nó là vật chất, là đất nước, là gì, lửa gió, thì ra đó cái miếng thịt mà người ta đã làm rồi với cái miếng tàu hũ, hai cái nó giống nhau nó chỉ khác nhau trên cái tục đế là miếng thịt và tàu hũ nó thuộc về cái danh chế định. Nhưng nếu mà đúng đứng về cái phía mà chân đế thì nó cũng là đất. Bây giờ mình ăn nó không ăn nó rồi mình để nó mấy bữa sau thì cái miếng tàu hũ á với cái miếng thịt á nó cũng giống nhau, không có cái nào mà tốt hết nó cũng là những vật bất tịnh. Khi mà mình bày biện trên cái bàn ăn mình nhìn bằng mắt rồi bỏ vô miệng mình nhai, thì do cái so sánh của mình đây là miếng tàu hũ, đây là miếng thịt nhưng mà khi mình nhai xong mình nuốt qua khỏi cổ rồi đó, khi mà nó đi vào cái dạ dày khi mà nó đào thải ra ngoài thì cái tàu hũ hay là cái thịt nó cũng giống nhau thôi nó cũng là vật bất tịnh, chứ không phải là ăn chay ăn tàu hũ ăn rau mà thải ra ngoài nó là cái vật mà tốt đẹp gì đâu. Thành ra đó chúng ta phải uống trên cái tục đế và chân đế để mình không có phân vân, không có hoài nghi, chính lúc đó là mình có trí tuệ, mình hiểu biết rõ ràng chân thực. Còn nếu mà chúng ta cứ sống theo cái tục đế, cái chế định định đặt của thế gian thì thôi, nó muôn trùng muôn vẻ, nó rối rắm đủ thứ chuyện trên đời hết. Đó là tùy theo nhờ chúng ta học tập rồi chúng ta hiểu biết để chúng ta phân biệt cái nào là nó hợp lẽ và cái nào là nó không hợp lẽ, cái nào thì sẽ đem đến những cái bất thiện, không tốt đẹp, phạm giới, và những cái điều nào là tốt đẹp, thiện pháp và đáng chúng ta
thực hành. Thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của Minh Tâm. Chúc Minh Tâm nhiều sức khỏe, gia đình an vui, công việc thuận lợi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, sa thú, và kính tri ân sư Pháp Thanh. Dạ, hy vọng một số thành viên mới của đạo tràng có thể hiểu phần này. Phần này cũng là một cái phần rất là khó hiểu, không phải ai cũng hiểu được. Dạ, sau đây con có câu hỏi nữa, hỏi sư cho nó vui. Thưa sư, bây giờ mình ở cái vùng quê, hoặc mình ở vùng biển, hoặc mình ở cái vùng mà người ta thường xuyên gọi là sát sanh, và cái chuyện sát sanh nó là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ mình là cái người Phật tử, tức là mình không muốn cộng nghiệp, thì đương nhiên là người ta, mình biết người ta sát sanh thì mình không có ăn được. Ví dụ giờ người ta đem miếng thịt heo, người ta nói, ồ tôi mới làm con heo hồi sáng ngon quá, đem cho anh ký. Thì mình, người ta nói là người ta làm, người ta cho mình 1 ký, thì như vậy thì mình ăn, tức là mình đã cộng nghiệp. Hoặc là người ta nói, ồ tôi mới câu được 5 con cá ngon quá, chia cho anh con, tặng anh con. Thì như vậy mình biết rằng người ta đi câu cá, người ta cho mình. Thì tỉnh sư giảng dạy hàng Phật tử chúng con cái cách thức để mình từ chối như thế nào mà nó không mất tình hàng xóm, bởi vì không khéo người ta tưởng mình là thánh nhân cái gì mà bày đặt cá tôm thịt mà nó cho nó không lấy mà nó đi mua. Xấu hàng ghê không? Thì tỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này để hàng Phật tử chúng con biết cái cách để mà trả lời với nhau. Dạ kính tỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh. Và đời sống thì đôi lúc thì chúng ta cũng gặp nhiều cái trường hợp như vậy, nhưng mà nó có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh mà bây giờ là mình khi nào mà mình hoan hỷ, mình hoan hỷ, mình thích thú xu hướng theo cái bất thiện, thì mình sẽ cộng nghiệp với người ta. Ví dụ như là mình người ta đem lại, người ta cho mình, mình khoái, trong cái tâm mình thích thú, trời ơi đỡ quá, bữa nay cũng làm heo cũng đem cũng cho mình, vậy mình đỡ đỡ đi mua. Thì như vậy là lúc đó mình sẽ cộng nghiệp, mà cộng nghiệp với cái người, cái việc bất thiện của người ta làm. Còn nếu bây giờ đó người ta cho mình nhưng mà cái tâm mình không có hoan hỷ, không thích thú, nhưng mà bây giờ á người ta cho, bây giờ nếu mà mình không nhận á thì mình sẽ tạo những cái sự bất lợi. Thành ra đó, có thể miễn cưỡng chúng ta nhận, tức là cái tâm của mình nó không hoan hỷ với cái bất thiện này. Tại vì anh bắt buộc, anh ép tôi phải lấy. Còn nếu mà bây giờ tôi không lấy á, tôi không nhận cái nó món này đó, thì có nhiều khi là anh phiền hà, rồi thế này thế khác nó xảy ra nhiều chuyện. Thành ra đó, nếu mà họ đem mình, mà họ đưa mình cái con vật nó còn sống, thì mình có thói tạm thời mình nhận nó đi, rồi mình đá lát mình đem đi chỗ khác mình thả. Chúng ta không có cái tâm hoan hỷ, không thích thú, không có xu hướng theo những cái điều bất thiện thì mình đâu có cộng nghiệp, thấy không? Thành ra cái trường hợp á, quý vị nhớ lại trong cái vấn đề mà giữa cái quan trái, giữa cái dòng họ Thích Ca và vua Quý Đu Đá Phá, thì cái dòng họ Thích Ca trong cái tiền kiếp, cái thời đó là họ tạo cái điều bất thiện, họ cùng nhau xuống dưới cái ao, họ tát, họ bắt cá. Thì lúc đó là Bồ Tát còn nhỏ, sống ở trong cái làng đó, thì Bồ Tát còn nhỏ đâu biết gì đâu,
Nhưng mà thấy người lớn người ta súng nhau, người ta tát cá rồi cá lên nhiều, à, Bồ Tát cũng hoan hỷ, hoan hỷ với cái bất thiện đó. À, cho nên á là khi mà đến kiếp cuối cùng thì những cái chúng sanh mà tiền kiếp nó là cá dưới hồ đó thì nó tục sanh trở lại để trả nghiệp, thì nó là vua Quý Đu Đá Phá và cái binh lính, còn cái dân làng đó là trở thành trong cái dòng tộc Sakya. Cho nên á là vì cái nhân mà hoan hỷ theo cái bất thiện, cho nên là Đức Phật đã là cản trở, nhưng mà cản trở không được. Đến lúc nó trổ quả rồi, Ngài biết đến lúc nó trổ quả lần thứ ba thì thôi Ngài tránh. Rồi á thì dân làng, những cái người mà phạm vào cái giới thì bị vua Quý Đu Đá Phá và quân lính nó tru diệt. Còn Đức Thế Tôn vì cộng nghiệp, cái xu hướng theo cái bất thiện, cho nên là Đức Thế Tôn bị đau đầu đó. Thành ra đó, tùy theo có những lúc nếu mà mình hiểu biết pháp thì mình sẽ có thể mình tránh được, với cái tâm là mình không quan hỷ, không xu hướng theo những cái bất thiện pháp đó. Mình đâu có cộng nghiệp với họ, mình đâu có dính dáng gì đến cái hành động bất thiện của họ. Còn khi mà chúng ta hoan hỷ, thích thú, xu hướng theo những cái bất thiện, hay là hoặc là chúng ta còn xúi dục, sách tấn họ làm những cái bất thiện, thì lúc đó chúng ta sẽ cùng cộng nghiệp với những cái bất thiện pháp mà họ làm. Nó thành ra nó có hai cái. Mình biết để mình tránh xa, như vậy thì mình sẽ giữ cho mình được tốt đẹp, tránh xa những cái bất thiện pháp. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của Minh Tâm. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì xin mời Đạo Tràng ạ. Dạ, sa thú, dạ còn 4 phút nữa, dạ, thôi con hỏi một câu nữa, sư Pháp Thanh Quang Hỷ. Dạ, thưa sư, bây giờ người ta cho mình lấy, với cái tâm không có quan hỷ, nhưng mà mình cũng lấy. Thì bữa khác người ta lại đi ngang, người ta ghé, người ta cho mình nữa, bởi vì mình có cái người hiền lành, hiền lành trong sớm, cũng dễ thương, thì ngày bữa khác người ta đi ngang, người ta lại cho tiếp. Thì như vậy thì mình làm sao mà cứ lại phải nhận hoài như vậy thưa sư, và làm sao mà cứ nhận hoài như vậy mà giữ được cái tâm mà như sư nói là không hoan hỷ. Bởi vì thì người ta đâu có biết, tức là ví dụ giờ con nói ví dụ như sư đi, đi ngang đưa sư thấy sư lấy mừng quá, thì lần sau con lại tiếp tục, thì như vậy thì mình làm cho người ta lại tiếp tục sát sanh để người ta ghé ngang người ta cho mình, bởi vì mình cũng là một cái người hàng xóm hiền lành. Thì con thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này. Nếu mình nhận như vậy thì là lần sau mình cũng lại phải nhận tiếp. Con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Thì mình nhận lần hai lần thôi, những lần sau đó người ta cố này nỉ gì đó, bây giờ mình nói thôi ở trong nhà tôi có, cũng mới vừa đi chợ, mới vừa đi siêu thị gì đó, bây giờ ở nhà mới vừa mua đầy đủ hết rồi, bây giờ thôi nếu mà coi có người nào mà người ta cần á thì cho người ta, mình khéo léo mình từ chối vậy đó. Chứ bây giờ đó là có đôi lúc đó là mình không nhận, người ta nói mình chê hay là thế này thế khác, nó cũng mất công. Nhưng mà ví dụ như mình nhận một lần, lần sau, những lần sau người ta có đem đến đó, thì mình khéo léo mình tìm cách mình từ chối, mình tránh né, để mình biết, hay là hoặc là mình biết cái thứ đó là, hay là cái lúc đó đó, những cái lúc nào đó mình biết là cái người ta hay đi để người ta đi câu cá, để người ta đem về là cho mình á,
thì mình tránh né, mình tránh né trong trong đi chỗ khác, mà mình đừng có nhận những cái đó. Vậy đó thì nó có nhiều cách, thì tùy theo trường hợp để mình tránh né, để đoạn trừ. Chứ bây giờ mình chưa phải là thánh nhân thì có những trường hợp mình phải tìm cách mình tránh né những cái bất thiện, để mình không có tăng trưởng những cái ác pháp ở trong tâm của mình. Có đôi lúc mà mình xu hướng theo hoài thì có đôi lúc là mình cũng rồi lúc nào đó mình dính mắc với mình xu hướng theo họ, mình không biết, cho nên là mình chỉ khéo léo mình nhận một lần, còn những lần sau mình kiếm cách mình thoái thác, mình từ chối, mình tránh né để mình không có xu hướng theo những cái bất thiện. Nam mô Bổn Thầy Giá. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sư xin tụng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thành đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, cũng như trả lời những câu hỏi của chúng con để chúng con bớt đi cái tà kiến. Rất là tri ân sư. Dạ, nhưng mà con theo con dạ, thì con thấy một điều quan trọng nhất ở tâm mình thôi. Mình có muốn tránh né hay không cái hoàn cảnh đó, mình có muốn tránh né hay không. Chứ còn bây giờ hỏi sư thì sư đâu có người là thực tế đâu, nên sư trả lời thì chỉ theo pháp thôi. Chứ còn mình thực tế mình có thương chúng sanh đó không, và mình có thương mình không, thì nó sẽ có cách để cho mình tránh được. Dạ, ý con như vậy. Nếu mà chúc sư chúc phúc thì sư cho con được xin ý kiến có phải là như vậy hay không, hay là phải tránh né như lời sư của sư dạy. Dạ, Nam mô Bích Thai giá. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng giới Nhật Quỳnh sám hối sau khi chính pháp ạ. Bụt tam ăn dê na quạnh đê hăng ba đà phẳng sâm và ruột tam ăn Bụt thệ dô ca lý cậu đâu sâu Bụt thô ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đều vì thăng và răng. Thầm mê vô khá lý tổ đô sô thầm mô khá ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha dù vi khô tâm ăn. Sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khá ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi phúc trước cho đạo tràng. Nam mô Bích Thai giá, con kính nhân Bích Đính Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ thì cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh thì cũng là một phần. Thì quý vị thấy rằng Phật trong cái thế gian thì pháp nó diễn biến thiên hình vạn trạng. Nhưng mà khi mà chúng ta sống với trí tuệ, với tâm từ, tâm bi, thì tùy theo điều kiện chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta có cái phương pháp đấu trị để tránh né bằng cái sự từ bi, hoặc là tránh né
với cái sự ghê sợ để mà chúng ta lần hồi đoạn trừ những cái bất thiện pháp, thì tùy theo lúc đó cái hoàn cảnh rồi mình vận dụng để mình có cách để mình đấu trị nó phù hợp hơn. Chứ còn cái phương pháp thì nó chỉ chung chung vậy thôi. Thì với phước báo của buổi sinh hoạt hôm nay, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn ngang, cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với thiện sự phước báo, và cầu mong tất cả quý tôn nữ cũng như quý phật tử có nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bhavato sabba mangalang rakhantu sabba deva sabba bhuta nuvave nasara sothi phavantu bhavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba thamma nuvave nasara sothi phavantu te bhavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuvave nasara sothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thụ sa lành thai dặn kinh chi cu sa la cầm măng cát tập băng khí thi dặn mà cả dê na quả cha mana sa ti đa sa su ga tăng cát tăng dê sa ta san nhị nô a thi e ca sa ta a san nhị nô ca tăng buồn nhà pha lăng mày hằng sắp bê pha ghi pha quan tu tệ dê tăng ca tăng su vi đi tăng định năng buồn nhà pha lăng mày dạ dê ca ta ta na cha an an tí đệ qua gần tò nhị dê đại dâm sắp bê lô cầm hi dê sa ta chị quan ta ha ra hê tu ca mà muôn năng phô cha năng sắp bê lấp hoàn tu mà mạ chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phàm thiên cùng là bằng trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh linh quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay do học pháp thính pháp thảo luận Phật pháp đến giới chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đồ giáo pháp Đức Phật Gotama trồng đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đánh giấy tất cả chư thiên phạm thiên sắc chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng đi hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, thiền viện Tịnh Tâm, Tịnh Thất Thiện Hữu, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an bồ đề tam bốc đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni banát sát bát cháy vô hồ tú. Ý đăng quân nhân ni banát sát bát cháy vô hồ tú. Ý đăng quân nhân ni banát sát bát cháy vô hồ tú. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con
học những câu ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Bình kính chào tạm biệt đạo tràng. I hear I Đức Thế Tôn hiệu lạc ứng cúng. No.
sĩ. Suy xuất tam giới, tức là ngày không còn luân hồi lại nữa. Đức Thế Tôn hiệu là Bút Đô Phật, bởi Ngài đã giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với.